Anh Đỏ, sao anh ngồi buồn quá vậy? Tôi biết. Thấy ra tôi phải tinh thần. Tôi cứ nghĩ là Út Huệ chấp nhận tình cảm của tôi thiệt. Nhưng mà ai dè. Thiệt ra mấy bữa nghe anh nói là chị Út cho anh cơ hội là em đã nghi lắm rồi. Nhưng mà em không có dám nói, tại em sợ anh tủi thân. Không lẽ suốt cuộc đời này Út Huệ không thương tôi? Anh Đọt, em nói thiệt cái này anh đừng có buồn nha. Em sống chung với chị Út Huệ nên em biết tính của chị mưa xa lắm. Căn bản là hai người không có hợp nhau. Tôi biết mà, tôi biết thân với phận của tôi. Người ta thì cao sang quyền quý, còn tôi chỉ là thằng văn lưới nghèo. Anh không có được tự ti như vậy. Bây giờ anh đang học, rồi tương lai của anh sẽ được rộng mở. Học hành gì nữa, Út Huệ đi rồi, học cố gắng để làm chi? Anh học hành, anh cố gắng cho tương lai, tất cả đều là vì cho bản thân của anh thôi. Anh đừng bao giờ gắn tương lai của mình vào bất cứ điều gì ngoài bản thân hết. Anh hiểu không? Nhưng bây giờ tôi nói thiệt, tôi không còn tâm trí gì hết trơn á. Vậy bây giờ tâm trí của anh đã chạy theo chị Út Huệ rồi đúng không? Anh Đọt, anh là đàn ông, anh có thể nào mà mạnh dạn hơn được không? Anh không thể nào uyển mị và dễ buông xuôi như vậy được anh Đọt. Anh như vậy á, anh nghĩ là chị Út Huệ chỉ sẽ về với anh hả? Anh lúc nào cũng chị Út, sao anh lại không thương người thương anh vậy chứ? Trời ơi, cái tượng chà bá vậy ta, nhìn đã con mắt thiệt chứ. Trời ơi, anh Sáu, rượu này mà uống chắc tới sáng luôn quá. Ngon à. Anh Sáu, nè, sao sang dữ vậy cha nội? Nghĩ sao mướn cái nhà chà bá cho nguyên gia đình chà bá đĩa ở đây vậy? Muốn cá cắn câu thì phải có mồi bén chứ mày. Phải bài binh bố trận thật là hoành tráng thì nó mới chịu bước chân vô chứ. Ừ. Hay hay. Anh Sáu mà ra kế hoạch nào là bách phát bách trúng, trăm trận trăm thắng luôn á. Có ai ngờ cái gia đình nhà quê đó lại khiến cho mình phải lao tâm khổ sức đến như vậy. Mà nói thiệt với anh nha, tất cả mọi chuyện mà được tiến triển tốt đẹp như vậy một tay là nhờ Quế Ngọc không á. Tao vẫn chưa tin tưởng nó lắm được. Trời ơi, có gì đâu mà không tin anh ơi. Chắc tại Vịnh quá đa nghi thôi. Chứ nếu như hả, nó làm theo đúng kế hoạch của mình à, nó đã đưa hết gia đình của ba đứa từ dưới quê lên rồi đó. Nếu mà nó muốn qua mặt mình á hả, vậy ở có gì đâu, nó ở dưới à. Xong rồi nó rù rì với anh cha ba đứa, nói anh cha sang tên cái nhà cho nó, mình có biết được đâu, đúng không? Hạng gái như nó càng đề phòng càng tốt. Một mình nó có thể không đủ sức để lật kèo, chỉ sợ là có kẻ nào đó trợ giúp nó mà thôi. Cẩn tắc vô ưu, càng đề phòng càng tốt. Chí lý. Công nhận anh Sáu vừa sang mà lại vừa sáng nữa. Bởi vậy người ta mới nói là nên đề phòng lòng dạ của đàn bà đúng không? Bắt đầu từ đây em sẽ canh chừng nó kỹ hơn. Anh yên tâm đi. Mày nhớ, mày và Quế Ngọc phải phối hợp cho ăn ý đó. Diễn là phải diễn cho tới. Anh cứ yên tâm, diễn là phải diễn cho sâu đúng không anh? Tụi em mà đã diễn đó là anh cứ yên tâm đi. Anh ngồi rung đùi mà nghe tin vui của tụi em nghe. Ủa, còn cái vụ nhà hàng đó sao? Anh tính làm thiệt hả? Cái nhà hàng đó sẽ là thiên đường ẩm thực quy mô lung linh mờ ảo, mà cha con ba đứa khi bước vào rồi không còn con đường nào khác để thoát ra đâu. Hay, hay. Ủa sao nó không lên Sài Gòn với chị hai đó? Nó nói nó muốn ở đây, chứ lại nó ở đây để bảo vệ cho con. Rồi con nhất định không lên Sài Gòn để ở nhà quán xuyến mọi chuyện trong gia đình vậy hả? Con là con gái lớn mà, chú Tư cứ coi như đây là bổn phận của con đi. Với lại con không thích hợp với cuộc sống ở Sài Gòn. À, chú Tư cũng tính rồi, nói hết lời rồi,
mà tía con có chịu nghe đâu. Dứt khoát ổng không ở lại. Không biết là ổng xoay sở làm sao ở đất khách quê người nữa. Thiệt tình, đây đâu phải là lỗi của chú đâu. Dì Ngọc cũng đã dự trù hết trơn rồi, tiền cọc nhà hàng thì cũng đã trả rồi, tía con không có rút lại được. Nói thiệt chứ giờ cũng đành chịu thôi, chứ biết sao giờ chú. Cái nhà này bây giờ chú có cảm giác là sắp tan nát tới nơi rồi. Chú đừng có nói vậy nữa. Biết đâu lần này tía con lên Sài Gòn, tía con làm ăn được thì sao? Thì ai không mong muốn như vậy. Nhưng mà lần này chú có cảm giác bất an lắm. Thôi không bàn nữa, nói tới nói lui cũng chẳng giải quyết cái gì. Bực mình là bực mình cái ông già tía con á. Người gì đâu mà nông nổi, người gì đâu mà cố chấp quá trời quá đất. Chị Sáu mà chỉ biết chắc là chị buồn lắm á. Con cũng chưa dám nói với má Sáu nữa. Hai, con nói vậy là sao? Bộ con gặp má Sáu con hả? Dạ. Phải không? Con... Trời ơi, tại sao không nói cho chú biết bây giờ chị Sáu ở đâu? Chú đừng giận con. Tại má biểu con giấu, má không có muốn nhà mình rối ren vì chuyện của má nữa. Trời ơi, thiệt tình. Con giấu ai thì con giấu, tại sao con lại giấu chú? Bây giờ chị Sáu chị ở đâu? Cái lâu đài gì ông nội? Ôi, nhà đẹp cỡ vậy chỉ có trên tivi thôi nha. Trời ơi, nhà này hả là lau ba ngày mới sạch bụi á. Ơi, nhà này bảo cấp 10 đánh cổ không sập nữa, khổ sợ chết. Ông điên hả? Nói chuyện gì đâu mà thú quắc vô duyên. Thú gì, tại vì cái nhà nó bự. Ê, bác con bừa bãi nha, cho lên xe quay đầu về quê bây giờ đó nha. Muốn ở thành phố hay là về quê bán sâu sầu riêng hả? Thế chứ đồng lao không à. Thôi đi anh, mọi người vô nhà đi. Dạ nha. Dạ, bà lóp bà xàm không à. Lớn. Wow. Welcome. Trời ơi, đẹp quá vậy. Chào cưng. Kể từ ngày hôm nay, đây là tổ ấm của đại gia đình em Ba Đía. Dạ. Welcome. Ủa chú Bảy, mới tới mà có cơm ăn liền hả chú Bảy? Thôi đi vô ăn cơm kìa. Gì vậy cha nội, cơm nước gì đây? Ông đói bụng lắm hả? Chú Bảy mới kêu quẹo vô ăn cơm kìa. Trời ơi, quê quá. Người ta nói welcome là người ta chào mình đó trời. Ủa vậy hả? Yes, yes, yes. Thì vợ chồng của tôi nhà quê vậy á, đâu có biết tiếng Tây tiếng U gì đâu. Thôi được, biết thôi. Dài ba chữ mà mày đặt làm phách. Bỏ qua đi. Không biết, mày nói nghe đi, cãi cãi gì. Được rồi, vậy? Còn mày nữa, thôi đi. Thôi, tụi bay im hết đi. Tụi bay đi tới đâu lộn à, tới đó à. Tao cho về quê hết vậy nè, muốn không? Bực bội à. Đem đồ vô trong đi. Dạ. Dạ. Ủa trong nào tía? Tao biết đâu, coi chỗ nào trống trống vô. Dạ. Dạ, vô đây đi. Ê, lộn, bên đó toilet, bên đây nè. Ủi bên đây nè. Đứa thiệt tình. Thôi mà anh. Giờ tôi mới thấy quyết định theo Quế Ngọc lên Sài Gòn thiệt là đúng đắn á. Vừa có Quế Nhân giúp đỡ cái kiểu này, lo gì mà không thành công. Cũng làm giàu ha anh Bảy ha. Ông bà mình có câu là cái gì? Có gan thì mới làm giàu được, đúng không chú ba? Mà lần này á, chú ba đã quyết định lên tới đây làm một cái bước gọi là bứt phá. Ông trời á sẽ không phụ lòng người có lòng như chú ba đâu. Giờ mấy mình là người một nhà, tôi mà có linh hương á cũng chia sớt qua lại cho anh Bảy, chứ tôi không ăn ở đâu. Thôi, tôi không có cần gì hết á. Chủ yếu là chú ba đối xử tốt với em tôi nè, thương yêu em tôi, cho nó được hạnh phúc là tôi mừng, tôi vui dữ lắm rồi. Nghe. Bây giờ trời gặp con không nhả nữa. Đọt, dậy đi con, trời sáng bét rồi. Dậy đi con. Chà, bây bữa nay bị đặt ngủ nướng nữa ha. Dậy, dậy đi con.
Vậy nè. Hả? Trời ơi, bệnh rồi hả? Sao mà nóng rang vậy nè? Đọt ơi, con bệnh rồi đó. Huệ ơi, ở lại lúc Huệ đứng lên chợ mà ơi, đã bệnh vậy rồi còn mê man nhắc tới con nhỏ đó nữa, bực mình. Thôi nằm đây đi, để ngoại đi mua cho mấy liều thuốc uống. Bà Chính. Thanh hả con? Dạ, con đem thuốc cho bà Chính nè. Con đem vô bếp để cho bà đi. Bà đi công chuyện chút. Bà Chính đi đâu vậy bà Chính? Bà đi mua thuốc cho thằng Đọt á, nó bệnh ở trỏng rồi. Anh Đọt bị bệnh có sao không Chính? Chắc là cảm sốt thôi con à. Thôi bà đi nha. Dạ thôi Chính ở nhà đi, để con đi. Con đi xe đạp cho nó nhanh. Cũng được, lấy tiền nè con. Dạ mua, thôi được rồi Chính. Mua cho bà hai ngày thuốc dạ, nha con. Dạ thôi được rồi bà Chính. Ê, con nhỏ thiệt là dễ thương. Mà cái thằng Đọt này ngu quá là ngu. Tối ngày cấm đầu cấm cổ, thương cái con nhỏ không có hạp với nó gì trơn. Rồi giờ bệnh hoạn vậy đó, ai lo? Em nói là chỗ này đó hả? Sao anh ba thấy được không anh ba? Mẹ ơi, cái này phải nói là quá được luôn chứ được cái gì. Cái nhà hàng gì mà bự dữ vậy? Cái nhà hàng Chà Bá Lửa gì lần đầu tiên mới gặp luôn đó ông nội ơi. Một mình anh làm sao nấu nướng cho nổi. Ui, tí lo cái gì. Cái nhà hàng mà bự như vậy á là mình sẽ kiếm thêm người phụ với tí á. Vậy ai đâu để tí nấu mình nên đâu. Đúng rồi đó tí. Anh nghe cậu ba Tình nói đúng không? Con trai của anh á, có tố chất là người quản lý đó nha. Thật ra bản thân em á, chỉ muốn tạo một công ty hệ thống gia đình thôi à. Làm ăn với người trong nhà cũng thấy an tâm vững chãi hơn nhiều lắm đó anh. Đó, tụi bây nghe không? Dạ. Việc trong việc ngoài, một tay dì Ngọc tụi con lo không đó. Bởi vậy, tại tí không thấy. Chỉ có má Ngọc mới thấy được cái tài năng tiềm ẩn của anh thôi. Đúng không? Tí lúc nào cũng la con không à. Anh, thôi mình vô tham quan nhà hàng đi nha. Dì Ngọc, ông ba Tình á, ông được làm quản lý, chắc con cũng được tham gia phần nhỏ xíu phải không? Dĩ nhiên rồi, tôi thì tôi định cho cô ba làm quản lý tiền bạc sổ sách đó. Đã nha, bà đã nha. Tại vì mấy chuyện đó tôi giao người nhà làm tôi mới thấy yên tâm. Đúng rồi. Mèn ơi, hồi đó giờ quản lý cái thúng xôi không à, giờ được quản lý tiền bạc sướng dễ sợ luôn. Dì Ngọc là số 1. Đúng rồi. Đây nè, đây nè, đừng có ham, mày quản lý sâu á, mất 1-2 gói thì không sao. Quản lý tiền á, mất 1-2 sắp á, là mệt lắm nghe con. Đúng rồi Lan, tía nó cũng đúng rồi đó. Ông sao ông ba phải quá, chưa gì tí hù con rồi. Tía này, sôi thì mất được chứ, tiền bạc là con kỹ lắm, tía yên tâm đi. Trời ơi, biết đâu được mày, lòng người á, khó đoán lắm con ơi. Tía, vậy tía nói vậy là tía sai rồi. Dù sao đây cũng là vợ con, cũng là con dâu của tía. Tía nói vậy là tía không ghi công của vợ con rồi. Bọn tía không nhớ lúc trước hả? Lúc mà bánh xèo bị đồn là chiên dầu quá đắt đó, cái quán của tía ế rụng nụ luôn. Ngày nào tía cũng phải qua vợ con xin tiền uống rượu mà. Mày nín này, giả không còn cái răng giờ nè. Giữa đường giữa xá, bô bô cái miệng à. Về dưới quê đi. Thôi tía, con nói vậy thôi mà, đâu có gì đâu. Tía, mình đi vô trong coi đi, còn nhiều cái đẹp quá trời. Thôi mà anh, mình vô trong đi, bên ngoài vừa ý rồi. Đi vô trong đảm bảo anh còn thích hơn nữa đó. Dạ đúng rồi đó. Mày ở ngoài này, vô trong kia mày phát ngôn bừa bãi, mang nhục với người ta hả? Đi đi anh. Vòng vòng ngoài này chơi đi. Đi dạ. Gì vậy? Ông á nha, phát ngôn bừa bãi gì vậy hả? Tía mà Phật ý ở nhà tía đuổi về quê á, là tôi cho ông về quê bán xôi thế tôi đó. Thôi yên tâm đi, tía nói vậy thôi chứ không có đâu. Cái chỗ này mà tía làm được một mình nên á hả, tôi cùi sức móng luôn á. Thế nào tía cũng kêu vợ chồng mình làm phụ với tía à. Ông hay quá, thương tía ghê ha. Tía với tôi mà, tôi không thương sao được. Rồi em làm cái gì vậy? Giờ vô trong không được thì phải đi vòng vòng chơi chứ. Ê em vậy. Tại sao cái nhà hàng này nó lớn như vậy mà nó lại bị rụng nụ? Chỉ có cách ông chủ của mày đánh bài phá sản, hai là bị giật hụi, còn ba là cá độ đá banh. Đúng không? Ê,
Ông bị đuôi hả? Có đuôi không? Nhìn thấy cái bảng người ta chần dần đó không? Cái gì dữ vậy? Cái đó quý khách thôi mà. Còn tôi là con của ông chủ mà tôi bưng cái bảng nó luôn đó. Leo xuống. Cái gì vậy? Đánh cái đai quần rồi. Trời ơi. Ôi. Chà, lâu quá rồi nha. Anh Lâm. Dạ, xin chào. Dạ, đây là anh Lâm, chủ nhà hàng, là đại gia bất động sản ở Sài Gòn đó anh. Còn dạ, đây là anh Ba Đía, đại gia miệt vườn, là nghệ nhân bánh xèo số 1 đó. Dạ. Dạ. Dạ, chào anh Ba. Cả nhà tôi ai cũng thích ăn bánh xèo hết đó. Mai mốt mà anh Ba mở nhà hàng ở đây đó, nhất định ngày nào tôi cũng ghé ăn hết đó nghe. Anh Lâm hứa là phải giữ lời đó nha. Chứ sao. Tới khi mà em mở nhà hàng á, anh Lâm phải tới và giới thiệu bạn bè tới nữa đó. Nhất định mà, quyết định vậy nghe. Dạ. Anh Ba với cô Ngọc biết không, miếng đất này á, phong thủy rất là tốt, nhiều người muốn thuê lắm mà tôi chưa có đồng ý. Tôi nghe cô Ngọc nói là muốn mở nhà hàng đặc sản miền Tây là tôi ưng ý liền. Tại vì tôi vốn dĩ là tôi thích miền Tây, mà anh Ba đây lại là người miền Tây nữa, nên tôi ưng liền. Nhưng cái nhà hàng như vậy anh cho thuê bao nhiêu tiền một tháng vậy? Chỗ quen biết, tôi lấy hữu nghị 3.000 đô thôi. Anh à, lúc trước là giá 4.000, nhưng mà anh Lâm ảnh hào phóng bớt 1.000 còn 3.000 đó anh. Nhưng mà em thích chỗ này, vị trí đắc địa, mình làm ăn lấy lại vốn mấy hồi ha anh. Nhưng mà 3.000 đô mắc quá, tiền đâu mình trả em? Để đó em tính. Bây giờ vô nói chuyện với ảnh, để anh đợi nha. Anh Lâm nè, em thì đã bàn lại với anh Ba, tụi em đã ưng rồi đó anh. Giải quyết thêm vài chuyện nhỏ thì tụi em đến đặt cọc anh liền. Được rồi, nhưng cũng đừng có quá lâu. Tại vì có một bà chủ muốn thuê mặt bằng này để mở nhà hàng bán các món ăn đặc sản. Tôi cũng đang cân nhắc đó. Cô Ngọc thông cảm nghe, mình là người làm ăn, cần phải quyết định mau lẹ nha. Dạ, em biết mà. Ngày mai em trả lời liền cho anh ha. Ừ. Còn bây giờ thì cho phép em đưa anh Ba đi tham quan vòng vòng. Ừ chưa rồi biết. Hai người cứ tự nhiên. Mình đi đi em Ba. Dạ con chào Chính. Con mừng cái gì thì mừng đi. Cháo này á để bà Chính nấu cho. Bà Chính nấu cũng được mà. Không sao đâu Chính, để con làm cho. Chính cứ lau má cho anh Đọt đi. Cháo cũng sắp chín rồi. Chính kêu anh Đọt dậy rồi con múc cháo cho anh ăn luôn. Con giỏi quá à. Nấu có nồi cháo mà dậy mùi thơm nức mũi luôn vậy đó. Thầy Tư Trơn đúng là biết cách dạy con quá. Đâu có gì đâu Chính, mấy cái chuyện này dễ ẹc à, ai cũng biết làm hết trơn á. Thì dễ đó. Vậy mà có nhiều đứa con gái đập hột vịt mà còn không biết cách đập nữa đó con. Mà Chính, Chính kêu ảnh về ăn cháo đi. Ăn cháo còn nóng á, giải cảm á. Hay là con ở lại đút cháo cho thằng Đọt ăn đi. Bà Chính đi công chuyện chút, bà Chính về liền hả? Chính đi đâu hay là để con đi giùm Chính cho? Không được đâu, cái này chuyện quan trọng của bà Chính. Con ở nhà đi, rồi bà Chính đi chút, bà Chính về liền nghe. Dạ. Vậy hen.
Anh Đọt dậy ăn miếng cháo đi, cháo nóng giải cảm á. Thôi, tôi không có ăn đâu. Anh Đọt ráng dậy ăn miếng cháo đi, chứ bây giờ anh uống thuốc mà anh không ăn gì á, rồi bụng dạ nào mà anh chịu nổi. Anh Đọt, dậy đi. Tôi nói tôi không ăn mà. Thanh Đọt, mày làm cái gì vậy? Thanh, để đó bà Chính dọn cho con. Vậy thôi con chào bà Chính, con về. Đọt, tao không ngờ mày quá quắt như vậy đó Đọt à. Con Thanh á, nó tốt với mày, mà mày nỡ lòng nào đối xử với nó như vậy đó hả? Mày có con mắt, mày có trái tim không? Đồ cái thứ lỗ tai cây, tao nói với mày bao nhiêu lần rồi, sao mày không biết nghe? Lì lợm, tao không có nói chuyện với mày nữa. Là nhạc sĩ Khánh Huy. Trời ơi, Khánh Huy đẹp trai quá vậy. Em có phải là Út Huệ không? Dạ đúng rồi. Ủa em làm gì vậy? Mấy đứa tên tên hay làm gì nè, đẹp lắm. Ủa tên là tin đó hả? Đúng rồi. Mà em nói cái đó không được, em nói tên tên quen rồi. Sao thầy thấy em tên không thầy? Em tên quá. Ngồi chơi thầy. Thoải mái đi. Cảm ơn em. Dạ, anh dùng gì vậy? Cho ly cà phê. Dạ. Chị Ngọc có nói với em về anh chưa? Dạ có nói rồi. Mà dì Ngọc nói thầy là ca sĩ nổi tiếng đó thầy. Đúng. Ủa mà thầy hát bài nào em không biết vậy? Em không biết cũng phải thôi, vì tôi là ca sĩ nổi tiếng trong giới hậu trường âm nhạc. Ủa là sao? Tức là những ca sĩ, những diễn viên, những đạo diễn, những nhà sản xuất, những biên đạo múa đều biết tên tôi. Ôi, vậy là thầy bự hơn ca sĩ luôn hả? Tôi rất khiêm tốn, điều đó tôi không muốn khoe khoang, nhưng đó là sự thật. Ủa, vậy là khán giả không có biết tới thầy hả? Ừ. Vậy em sao thầy? Em đừng lo, mặc dù khán giả không biết đến tôi, nhưng tôi sẽ làm cho khán giả biết đến em. Tôi sẽ làm cho em thật sự nổi tiếng, mà trong giới truyền thông người ta gọi là ngôi sao trong giới showbiz. Trời, vậy em được trở thành ca sĩ không thầy? Em trở thành ca sĩ nổi tiếng được không thầy? Cái đó thời gian sẽ trả lời cho em biết. Nhưng mà khi tôi gặp em, tôi nhìn em thì tôi thấy em có một gương mặt rất sáng, rất ăn ảnh. Em rất có tố chất để làm một ngôi sao ca nhạc. Tôi có thể thử em không? Dạ được, thử đi thầy. Ủa gì vậy thầy? Đây là ống kính máy quay. Em cứ nhìn vô đây. Em cười đi. Chị có bị sao không chị? Đâu sao đâu. Dạ. Cười tiếp đi em. Bây giờ em đừng cười hô hố nữa. Em cười duyên đi. Cười mỉm chi thôi. Đó, giữ đó. Em phải giữ nguyên như vậy. Quá đẹp em ơi. Em rất duyên. Mặc dù em cười hô hố hay em cười duyên đều đẹp hết. Em giống như một làn hoa đang tỏa ngát hương quanh đây. Em rất ăn ảnh. Em rất có tố chất là một ngôi sao. Cảm ơn anh. Ôi xin lỗi. Cảm ơn thầy. Thôi nghe. Đừng thấy tôi gái với quê mới lên rồi buông lời chọc ghẹo nghe. Tôi dễ tin người lắm đó. Anh không lừa dối em, hãy nhìn vào mắt anh, hãy cảm nhận chân tình của anh. Cảm ơn em.
Em nhiều nhã quá. Xin lỗi thầy, không ý tứ gì hết. Tại em phái quá. Rất tuyệt, rất thật. Một phản ứng rất thật. Đó là một điều cần nhất cho một ca sĩ, là điều chân thật, sự thật thà. Và khi trình bày một ca khúc, một tác phẩm âm nhạc mới chạm vào trái tim của người nghe. Em làm anh xúc động quá. Bạn đét ơi, ông thầy vừa hát hay mà vừa nói hay một cái, chắc tôi chết quá. Anh có thể thử giọng em liền ngay bây giờ được không? À được chứ, chơi chơi ạ. Rồi, em cứ hát đi. Em cứ thử một ca khúc nào mà liên quan tới phong cảnh cũng như đồ vật xung quanh đây. Em cứ tự nhiên, em có thể múa, em có thể đứng lên ngồi xuống, có thể nhảy, có thể quơ tay quơ chân. Em cứ muốn làm gì thì em làm. Em làm đi. Em hát cái này được không? Được. Mời em. Dạ. Vậy vỗ tay đi thầy, vỗ tay đi. Sáng nay em ra chợ sớm tìm mua một khuôn vải trắng đem về mà chiếc khăn tay. Trời ơi, giọng hát dễ bò lắm mà cứ ham làm ca sĩ. Đúng là không biết tự lượng sức mình. Thôi kệ, phóng lao thì phải theo lao thôi. Anh chạy theo người ta mà người ta chỉ coi anh như đồ ngốc. Tại sao tình cảm đó anh không dành cho em? Tại sao đối với em thì anh vô tư quá, tới nỗi không nhận ra tất cả những gì em làm đều là vì anh hả anh Độ? Em ghét anh, em ghét anh cái đồ môi trời đáng ghét. Không lẽ hồi nào hồi giờ bé Thanh thầm thương mình mà mình không biết? Trời ơi, đẹp quá vậy. Ừ. Bây giờ thầy bắt đầu nha. Dạ. Hát cho thầy nha. Dạ. Ma 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 ma. Ủa sao dài vậy thầy? Hát cái nào ngắn ngắn thôi chứ em mới mà. Ê, vậy thầy làm ngắn lại nha. Dạ. Ma 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 ma. Hát cho thầy nha. Dạ. 2, 3. Ma 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 ma. Em phải cảm âm. Dạ. Mình phải cảm âm. Dạ. Mình nghe từng chữ, từng nốt. Mình phải tập trung, hiểu dạ. không? Hát gì dạ. nghe lạc nhách à? Dùng hơi bụng tống lên cho anh. Rồi nha. Mà 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 mà. Em cười gì vậy? Dạ không. Hát nha. Mà 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 mà. Em hát cái gì vậy? Hồi nãy em nghe thầy hát có má rồi. Em hát tía luôn cho có má có tía đủ một cặp. Ủa? Sao thầy đóng cái thùng này lại vậy? Luyện Thanh làm gì có tía má gì ở đây? Em giận với tôi đó hả? Trong giờ luyện Thanh mà em làm như vậy là em vô lễ. Em xúc phạm đến những bậc tiền bối trong ngành âm nhạc. Gì ghê vậy? Em giỡn chút xíu thôi mà. Đừng đùa giỡn với tôi. Trong âm nhạc, trong nghệ thuật thì phải nghiêm túc. Vì không nghiêm túc sẽ không phát triển được sự nghiệp ca hát trên bầu trời nghệ thuật. Tôi khuyên em nên dừng lại đi. Đi về đi. Thầy, em xin lỗi mà thầy. Em không có ý đâu thầy. Em xin lỗi thầy. Em tập đàng hoàng. Em không có giỡn nữa đâu thầy. Thầy đừng đuổi em về mà thầy. Em thề luôn á. Em không giỡn nữa. Em xin lỗi thầy. Em tập đàng hoàng thầy. Lần này thôi nha. Dạ, không giỡn nữa. Đừng giỡn em ha. Đừng có tái phạm nữa. Dạ. Hãy tập trung vào. Dạ. Làm lại nha. Dạ. Mà 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 mà. 2, 3.
Má, 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 má. Trời ơi, thầy. Em làm cái gì vậy? Thầy có sao không thầy? Xin lỗi thầy, em không cố ý đâu thầy ơi. Em xin lỗi thầy, em xin lỗi thầy, xin lỗi thầy nha. Em không cố ý đâu thầy, em xin lỗi thầy, em xin lỗi thầy. Thầy ơi đừng có giận nha thầy. Thầy có sao không thầy? Thầy làm gì giờ mà em dữ vậy? Thầy đẹp trai quá. Vừa đẹp trai vừa đàn giỏi nữa. Người thầy thơm quá. Thầy xài mùi dầu thơm gì vậy? Công nhận phòng này đã thiệt chứ. Phòng này đã hơn phòng ở dưới chợ mới nha. Em. Không lên đây ngủ đi. Anh giải lưng cho ngủ. Em thì đang tức lắm nè. Tính đi tính lại mà không đủ. Tiền cho thuê thì 3.000 đô một tháng. Tiền đó thì dễ trả rồi. Nhưng mà còn mớ tiền cọc 5 tháng. Tính ra là 15.000. Em đang kẹt. Không biết lấy đâu đắp vào nữa. Anh tưởng đâu làm ăn dễ dàng. Cũng rẻ. Nên khoái. Chứ tiền mà tính ra tiền đô, tiền tỷ nghe muốn xỉu. Anh Ba Đía, có gan thì làm giàu mà. Tại vì em đang kẹt mấy bất động sản, em chưa có thu hồi vốn được. Chứ bao nhiêu đó thì có đáng gì với em đâu. Sao được? Anh đi lên đây lập nghiệp mà xài tiền của em, thiên hạ ta coi anh ra gì? Ủa, em là vợ, em lo cho chồng mần ăn không được hả? Em thấy anh thích, cho nên là em nhất quyết thuê bằng được cái mặt bằng đó. Nhưng mà mình đâu có nhiều tiền giữ với em. Anh Sáu Sang, anh kết nghĩa của em, anh có nhớ không? Người mới gặp hôm qua anh còn không nhớ. Gặp đâu hồi nắm sao nhớ nổi. Anh không nhớ cũng không sao. Anh Sáu Sang là bạn của anh Bảy Cò, là một đại gia trong giới địa ốc đó. Nhiều lần anh Sáu ảnh ngỏ ý muốn cho em vay vốn làm ăn. Vợ chồng mình thì đang trong cảnh ngộ này. Chỉ còn có cách là mình vay ảnh vài tỷ đồng nha. Trời đất ơi, vì nhiều dữ vậy em? Tưởng bán bánh xèo là mua bột, giá tôm, đậu xanh, rau sống thôi. Là mình làm được rồi, cần gì phải nhiều tiền dữ vậy? Trời ơi, một cái nhà hàng lớn như vậy, anh tưởng là bèo nhèo giống như là cái quán bánh xèo ở dưới quê hả? Rủ mình làm ăn không được, rồi tiền đâu trả anh ta? Chưa ra trận địa mà anh đã muốn bỏ chạy rồi, sao anh nhát quá vậy? Em trách anh vậy cũng không được đâu. Em làm ăn lớn quen rồi, còn anh thì bán bánh xèo, cùng lắm á là cầm trong tay chừng chục triệu là mừng húm rồi. Lần này nghe nói tới tiền tỷ anh muốn xỉu luôn. Hay là mình hầu đi em ơi, không khéo phỏng tay. Anh đừng có lo, nhà hàng mình thì vị trí đẹp, bánh xèo ngon, thì hà cớ gì mà không có khách. Không chừng tới lúc đó khách hàng kéo tới nườm nượp, anh đổ bánh xèo mỏi tay, không có thời gian mà nựng em luôn á. Nghe em nói dĩ nhiên anh khoái rồi, nhưng mà không có nhân nhị gì hết đó ông xã. Anh đã theo em lên đây á thì mọi chuyện cứ để em giải quyết. Dù bất cứ giá nào thì em sẽ giúp cho chồng của em rạng danh xứ sở đất Sài Gòn. Còn các con của anh nữa, tụi nó thì phải thành công, vậy mới làm nở mặt nở mày anh Ba chợ mới chứ. Được, hay lắm. Không ngờ Ba Đía này có người vợ tuyệt vời như vậy. Mọi chuyện em cứ tính, anh tuyệt đối tuân theo mệnh lệnh. Vậy mới là chồng ngoan của em chứ. Thôi, tôi với Hai Sương về. Chị ráng giữ gìn sức khỏe nha. Dạ, con về nghe má. Vài bữa nữa con lại lên thăm má. Cảm ơn chú Tư. Thôi hai chú cháu về đi, đừng có lo cho má. Dạ. Dạ. Chú Tư à, chú đem cái bịch bồng bon này về cho con Thanh. Nó thích bồng bon lắm. Nhưng mà chú đừng nói là tôi đưa cho nó nha không. Tôi biết mà chị Sáu. Bồng bon này ngon lắm mà nha. Hai à, con đem chai rượu thuốc này về cho ổng. Rồi nhớ nhắc ổng là cứ tối tối á tha lên cặp giò cho nó đỡ lạnh chân. Hồi đó tối tối má hay bóp chân cho ổng. Bây giờ không có má
chắc không có ai lo cho ổng rồi. Con cảm ơn má. Thiệt là khổ cho má. Tía bạc bẽo với má như vậy mà má lại lo cho tía từng ly từng tí. Bây giờ nói nào ngay, má đâu có quyền gì để mà lo cho ổng nữa đâu. Nhiều lúc má cũng muốn quên phớt đi cho rồi, nhưng mà má làm không có được. Tình nghĩa má đối với ổng còn nhiều lắm mày à. Má, thôi kệ đi con. Má, má càng lo cho tía chừng nào thì cái lỗi của tía càng chồng chất nhiều chừng ấy. Mà con có linh cảm nghe, cái dì Ngọc đó không có thương tía con thiệt lòng đâu. Vậy mà tía dành hết tình cảm cho dì Ngọc. Còn má thì... Con à, cuộc đời mà con đâu có phải lúc nào cũng trọn vẹn hết đâu con. Thôi, tối rồi, hai chú cháu đi về đi. Con về nghe, má giữ gìn sức khỏe. Tôi về trước nghe chị. Dạ. Đi con. Dạ. Chú Tư à. Gì đó chị? Tôi biết tánh của ông ba khác với chú lắm, nhưng mà thôi, nhịn được thì cứ nhịn đi chú nha. Tôi biết rồi chị Sáu. Thì cũng phải ráng nhịn ổng để cho vui nhà vui cửa thôi. Mà thời gian gần đây ổng ở miết trên Sài Gòn à, có gặp mặt đâu mà cãi lộn. Hãy nghĩ tới chuyện của ổng với tụi nhỏ trên Sài Gòn thì tôi cũng thấy lo lo. Không biết rồi đây sẽ ra sao nữa. Thôi má đừng nghĩ nhiều. Dù gì cũng là quyết định của mọi người. Con nghĩ nếu như có gì thì họ sẽ tự chịu trách nhiệm. Nhưng mà con vẫn cầu mong mọi thứ sẽ tốt đẹp. Thì má cũng mong vậy. Hai à, má biết con chịu đựng rất nhiều. Có gì muốn nói con cứ lên đây tìm má nha con. Nha. Má sao? Thôi về đi con, tối rồi. Má nhớ giữ sức khỏe nha. Thôi đi con. Má đừng có khóc nữa. Vừa đàn chẳng khác gì một soái ca chính hiệu. Ôi Khánh Quy, Khánh Quy, cái tên gợi cảm mà con người cũng cuốn hút hấp dẫn nữa chứ. Có phải đây là duyên số của mình không ta? Nếu như phải thì mình đúng là đứa con gái hạnh phúc nhất trên đời rồi. Cỡ như mình phải có một người yêu đẹp trai lãng mạn như vậy nó mới xứng chứ. Hơi đâu mà thèm thằng Đọt cù lần mà chả cứ ảo tưởng. Đẹp lắm, rất là lý tưởng nữa là khác. Phải chi mà anh biết chỗ này sớm á thì không tới phần của em đâu nha. Anh Sáu này, anh Sáu biết nói chơi quá à. Những người làm ăn lớn như anh Sáu đó, không lẽ đi dành miếng cơm với em Út. Anh coi tướng anh ba đó,
rất có phong cách đại gia. Chừng vài tháng nữa thôi, ngay cả anh đó cũng không qua mặt được. Anh Sáu nói chuyện có duyên quá, cảm ơn anh Sáu nhiều nghe. Thôi, mình vào vấn đề chính đi. Em muốn mượn bao nhiêu? 2 hay 5 tỷ? Trời ơi, em chỉ mượn 2 tỷ thôi. Bao nhiêu đó là đủ tiền cọc với tiền lần hồi giai đoạn đầu buôn bán. Với lại em gom góp thêm thì cũng vừa đủ. Em không dám bon chen đến 5 tỷ đâu. Đúng không ông xã? Chứ mượn 5 tỷ chả biết chừng nào mới xong. Trời ơi, chuyện nhỏ mà. Là anh em giúp đỡ nhau lúc này mới quý nè. Em họ của Bảy Cò, cũng như là em họ của anh thôi. Dạ, em cảm ơn anh. Bây giờ thống nhất mượn anh 2 tỷ phải không? Dạ.